tuổi già, quan hệ giờ này đảm bảo ngủ cực ngon. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, theo Independent, các chuyên gia về giấc ngủ và cơ thể cho biết, tình dục được cho là nhu cầu tự phát. Tuy nhiên, có những thời điểm đồng hồ sinh học khiến tình dục làm tăng khoái cảm và tốt cho sức khỏe nhất. Sex vào lúc nào trong ngày là tốt nhất, còn phụ thuộc vào việc bạn bao nhiêu tuổi. Tiến sĩ Kelly, một nhà nghiên cứu lâm sàng tại Viện Nghiên cứu Thần kinh học và Ngủ của Đại học Oxford, cho biết đồng hồ sinh học cơ thể thay đổi qua từng thập kỷ. Nó kiểm soát 1.000 tỷ tế bào trong cơ thể ta. Vì vậy, ở độ tuổi 20, 30 hay 50, 70 sẽ có những thời điểm quan hệ tình dục thích hợp khác nhau. Vậy, cụ thể sẽ là thế nào? Quan hệ tình dục là một hành vi tình yêu phải được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của cả hai và trong mọi trường hợp không được coi là nghĩa vụ của một trong hai người. Chọn lịch trình phù hợp với cả hai có thể cải thiện tần suất quan hệ tình dục của cặp vợ chồng và từ đó tận hưởng cuộc sống tình dục tích cực hơn. Dưới đây là 3 thời điểm phổ biến về quan hệ tình dục trong ngày. 1. 6 đến 8 giờ sáng. Các nhà tình dục học cho rằng 6 đến 8 giờ sáng là thời gian quan hệ lý tưởng. Sau một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn, lúc này cả hai vợ chồng đều có đầy đủ cả sức khỏe lẫn tinh thần. Hơn nữa, vào lúc này, nồng độ hormone tuyến thượng thận trong cơ thể con người đạt đến đỉnh điểm, ham muốn mạnh mẽ khiến cặp đôi sẽ có cuộc yêu trọn vẹn hơn. Ngoài ra, yêu vào lúc sáng sớm cũng mang lại tâm trạng tốt và có lợi cho sự tập trung công việc vào buổi sáng. 2. 10 giờ tối. Các chuyên gia từ trường y Harvard phát hiện ra rằng phụ nữ có tế bào não hoạt động rất mạnh vào khoảng 10 giờ tối. Lúc này, họ tưởng tượng rất nhiều và điều thú vị là nội dung mà họ tưởng tượng chủ yếu liên quan đến quan hệ tình dục. Màn đêm yên tĩnh mang đến cho mọi người sự tò mò không giới hạn và nó cũng cho phép cả hai có nhu cầu được gần gũi đối phương hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc ân ái trước khi ngủ sẽ khiến cho giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn để sáng hôm sau tỉnh dậy với tinh thần tỉnh táo. 3. 3 giờ chiều. Ngoài sáng và tối, thực tế có một khung giờ vàng mà nhiều người không ngờ tới. Theo báo cáo Daily Mail của Anh, 3 giờ chiều là thời điểm thích hợp nhất để quan hệ tình dục. Và chuyên gia về hormone Alisa Whitty cũng mô tả 3 giờ chiều là một khoảnh khắc tuyệt vời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vào lúc 3 giờ chiều, cả hai phái đều có ham muốn mạnh nhất. Lúc này, nồng độ hormone và cortisol của phụ nữ đạt cao nhất, cơ thể sẽ nhạy cảm hơn. Đồng thời nam giới cũng tiết ra lượng estrogen cao hơn. Điều này vô cùng lý tưởng để diễn ra một cuộc ân ái nồng nhiệt. Dù vậy, không có quy luật nào khẳng định cặp đôi nhất định phải quan hệ trong 3 thời điểm trên. Chỉ cần cặp đôi đều thấy hứng thú và không ảnh hưởng đến cuộc sống công việc là được. Nên quan hệ tình dục lúc mấy giờ? Thời gian tốt nhất trong ngày để quan hệ tình dục là vào khoảng 3 giờ chiều. Khi ấy cũng chính là thời điểm đàn ông và phụ nữ đồng bộ nhất. Nam giới có thể đạt mức cao nhất của estrogen vào cuối buổi chiều. Phụ nữ cũng có mức cortisol cao nhất vào thời điểm này, giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tất cả sẽ khiến cả hai hòa hợp hơn về mặt tình cảm. Trong một số trường hợp, nếu 3 giờ chiều không phải là thời điểm quan hệ tình dục lý tưởng với bạn, thì buổi sáng cũng được cho là phù hợp. Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút sáng, sau thời điểm thức dậy khoảng 45 phút. Đối với người đàn ông, ngay sau khi ngủ dậy sẽ cực kỳ phấn khích. Lượng testosterone có thể tăng đột biến trong khoảng từ 6 đến 9 giờ sáng, dẫn đến cảm giác thèm muốn quan hệ tình dục sớm. Do đó, họ sẽ tranh thủ tận dụng sự cương cứng vào buổi sáng. Ngược lại, phụ nữ lại có lượng testosterone hàng ngày thấp nhất vào buổi sáng và tăng tối thiểu vào buổi tối. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất về chu kỳ hormone giữa hai giới tính. Cụ thể, nam giới có thể trải qua sự chênh lệch 25-50% testosterone hàng ngày. Còn đối với phụ nữ, thay đổi đáng kể trong testosterone không diễn ra hàng ngày mà theo hàng tháng, với mức tăng lớn nhất xảy ra vào giữa tháng trong thời kỳ rụng trứng.
Ngoài ra, chuyên gia về giấc ngủ từ Đại học Oxford, Anh, trong một nghiên cứu mới thực hiện, đã cho biết chính xác thời gian bạn nên quan hệ tình dục tùy thuộc vào độ tuổi và nhịp sinh học mỗi người. Taylor Rapp, dẫn lời chuyên gia giấc ngủ, tiến sĩ Paul Kelly cho biết, thời điểm bạn ở đỉnh cao ham muốn tình dục tùy thuộc vào độ tuổi, cụ thể như sau. Ở độ tuổi 30, theo phát hiện của Kelly, giờ cao điểm tình dục của người ở độ tuổi 30 là 8 giờ 20. Theo các phép đo tương tự, 8 giờ 40 là thời gian lý tưởng để bạn có bữa ăn sáng nhằm tránh làm ảnh hưởng lượng đường trong máu. Chuyên gia về giấc ngủ Kelly cũng cho biết, ánh sáng mặt trời vào lúc 8 giờ 20 làm tăng testosterone ở nam và kích thích một phần nội tiết tố trong não phụ nữ. Ở độ tuổi 40, thời điểm tốt nhất để người tuổi 40 dành cho chuyện yêu đương là 22 giờ 20 phút do quan hệ tình dục lúc này tăng cường sự thư giãn bằng cách giải phóng oxytocin khiến cơ thể phấn chấn. Thời gian ngủ tốt nhất cho người 40 tuổi là 23 giờ 30 phút nên bạn cũng không cần phải vội vàng. Ở tuổi 50, ở độ tuổi này, thời gian tốt nhất để quan hệ tình dục là 22 giờ do các việc khác như thức dậy, ăn sáng, hoạt động cho nhóm tuổi này tốt nhất nên được thực hiện trước đó trong ngày. Quan hệ tình dục phải nhằm vào tối muộn để giúp cơ thể cân bằng. Nếu bạn muốn uống bia rượu, tốt nhất hãy thực hiện vào đầu giờ tối vì chức năng gan làm việc chậm hơn ở lứa tuổi này. Cơ thể cần thời gian để xử lý cồn trước khi đi ngủ. Ở tuổi 60, 20 giờ là thời gian tốt nhất để quan hệ tình dục ở tuổi 60. Lúc cơ thể đang cân bằng sau bữa ăn tối và trước giấc ngủ. Sau khi lên đỉnh, cơ thể bạn giải phóng hormone oxytocin khiến cơ thể khó ngủ. Vào 22 giờ, hormone khuyến khích giấc ngủ melatonin sẽ được giải phóng và đây là thời gian ngủ hoàn hảo. Ở tuổi 60, bạn được khuyên nên ăn sáng lúc 6 giờ 30, ăn bữa tối sớm khoảng 18 giờ 30 nhằm giảm thiểu chứng khó tiêu ở nóng. Ở tuổi 70, cũng giống như tuổi 60, người 70 tuổi được khuyến khích làm chuyện ấy vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Khi qua 70 tuổi, bạn dễ thức giấc giữa đêm nên càng ngủ sớm, giấc ngủ sẽ càng đầy. Người 70 tuổi cũng cần bữa ăn sáng thật sớm, lúc 6 giờ 30 và ăn trưa đúng giờ. Trong cuộc sống hiện đại, mọi người đang dần nhận ra tầm quan trọng của việc thảo luận mở cửa về tình dục và tìm hiểu về cách thể hiện tình cảm một cách đúng mực. Nhu cầu tình dục không chỉ là về việc thỏa mãn cá nhân mà còn là về việc tạo sự gắn kết tinh thần và tình cảm giữa hai người. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thể hiện tình yêu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ tình dục và tình cảm. Thời điểm quan hệ lý tưởng không chỉ là khi cả hai đối tác đều thoải mái và tương thích về tinh thần mà còn liên quan đến tình trạng sức khỏe của họ. Thực tế, việc duy trì một lịch trình hoạt động tình dục có thể đóng góp tích cực cho sức khỏe, giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và thậm chí còn có tác động tốt đến hệ miễn dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ. Việc thảo luận mở cửa về mong muốn và sự thoải mái về tình dục giữa hai người có vai trò quan trọng để đảm bảo rằng cả hai đều đồng tình với thời điểm và cách thể hiện tình yêu. Nhu cầu tình dục và việc lựa chọn thời điểm phù hợp để thể hiện tình yêu là mối quan tâm đáng chú ý của nhiều người. Việc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ tình dục lành mạnh và tương thích với sức khỏe tổng thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ tình cảm bền vững và hạnh phúc. Đàn ông tuổi trung niên nếu có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, không có lý do gì để không tiếp tục tận hưởng cuộc sống tình dục của mình khi già đi. Lúc này, sự cương cứng có thể xảy ra ít thường xuyên hơn và có thể kém săn chắc hơn. Nhưng tuổi tác không phải là nguyên nhân gây ra vấn đề, mà là các vấn đề sức khỏe trở nên phổ biến hơn theo tuổi tác như bệnh tim, đái tháo đường, cholesterol cao và béo phì. Và các loại thuốc điều trị mới là nguyên nhân chính. Có thể trao đổi với bác sĩ về tình trạng rối loạn cương dương và các lựa chọn điều trị. Hiện nay, chưa có nghiên cứu chính xác về việc
tuổi tác ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như thế nào. Một số nam giới có testosterone thấp cho thấy ham muốn tình dục bình thường, trong khi những người khác có mức độ cao có vấn đề về tình dục. Các vấn đề y tế khác, thể chất và sức khỏe tinh thần có thể là những yếu tố quan trọng hơn. Khi già đi, họ có thể quan hệ tình dục ít thường xuyên hơn do những thay đổi về nội tiết tố và sức khỏe khác. Ngoài ra, tần suất có thể giảm khi hôn nhân kéo dài, nhưng điều đó không có nghĩa là đời sống tình dục của mọi người biến mất. Sức khỏe tình dục là một phần không thể thiếu của sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Vì vậy, đừng từ bỏ cuộc sống tình dục của mình chỉ vì mọi thứ khác nhau. Hãy nói chuyện với bạn tình của mình và khám phá điều gì khiến cả hai cảm thấy thoải mái. Sự thân mật có thể khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc và giữ cho mối quan hệ bền chặt bất kể ở độ tuổi nào. Phụ nữ tuổi trung niên có cuộc sống ổn định và không còn lo lắng về việc mang thai có thể khiến một số phụ nữ hứng thú hơn với chuyện chăn gối. Nhưng khi bước vào giai đoạn mãn kinh, nồng độ estrogen giảm xuống, điều này có thể làm giảm ham muốn tình dục và dẫn đến khô âm đạo. Các cơn bốc hỏa, lo lắng, tăng cân và các vấn đề về giấc ngủ cũng có thể khiến sức khỏe tinh thần giảm sút, dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Hãy nói chuyện với bác sĩ về bất kỳ vấn đề nào về ham muốn tình dục, vì chúng có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe. Bác sĩ có thể kê đơn các hormone có thể làm tăng ham muốn tình dục tổng thể hoặc các loại thuốc tăng kích thích tình dục. Ở mỗi độ tuổi, khung giờ có thể tác động lên khả năng yêu của mọi người ở những độ tuổi khác nhau. Vậy nên tuổi 60 đến 70 hãy nhớ, thời gian ban ngày được dành chủ yếu cho các hoạt động. Do vậy, ban đêm là thời điểm hoàn hảo tạo ra niềm vui. Sau bữa ăn tối khoảng 2 giờ, khoảng thời gian 20 giờ là thời gian lý tưởng để quan hệ tình dục. Khi quan hệ tình dục, cần ưu tiên cho yếu tố hòa hợp. Vì vậy, dù độ tuổi của hai bên có thể lệch nhau, tuy nhiên, khi sống với nhau, các cặp đôi có thể điều chỉnh thói quen sống và sinh hoạt để tạo được điểm chung. Thông thường, thói quen về thời gian tình dục cũng có thể tương đồng. Ngoài các khung giờ trong ngày, cũng có thể xác định ngày nào trong tuần là thích hợp cho chuyện ấy. Cần chọn vị trí hợp lý, không gian riêng và thời điểm phù hợp, tránh ảnh hưởng tới cả bản thân và người xung quanh. Đến đây, các bạn đã biết thời điểm quan hệ tình dục lý tưởng là vào khi nào chưa? Mong rằng video đã mang đến cho mọi người nhiều thông tin thật hữu ích để áp dụng vào cuộc yêu dễ dàng hơn, giúp mang lại nhiều điều tuyệt vời cho sức khỏe của bản thân mình và đối phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!